rồi. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với Vio Sport Home. Chúng ta cùng đến với trận bán kết đôi nam giải cầu lông quốc tế Shibuya Hà Nội năm 2024. Trận đấu giữa cặp đôi đến từ Đài Bắc, cặp đôi phía gần màn hình, và đối thủ của họ là cặp đôi đến từ Thái Lan. Ở trận đấu này thì Sport Home sẽ dự đoán là cặp đôi Đài Loan giành chiến thắng. Tuy nhiên thì đôi Thái Lan đánh cũng rất hay nên chưa biết sẽ như thế nào. Ở trận bán kết đôi nam còn lại thì đại diện của Đài Loan cũng đã vào chung kết sau khi giành chiến thắng trước cặp đôi của Nhật Bản. Rất hay. Đảm bảo là chém. Đó chính là pha chém cầu sở trường của tay vợt người Thái Lan. Pha chém cầu của tay vợt này rất kín tay và khó đoán. Điểm số 6-5. Đấy, chuyện này mới hay, chuyện bán kết kia xem hơi nhạt. Ôi, vẫn lên. Rồi, rất tốt. Điểm 6 đều. Hãy
rất hay. Thôi xong rồi, chín người rồi. Quá hay, thắng hết, quay đều. Điểm bầy đều. Cầu ngoài sân. Hai tay vợt từ Đài Loan, Đài Bắc thì đều chơi 100 ZZ rồi. Nhầm, à đúng rồi. 1000 ZZ. 1000 ZZ. Thì vàng đen thì chắc chắn là 90% là 1000 ZZ. Điểm số 8 đều. Rất tiếc với một pha cầu trượt. Rất căng. Số 19. Bắt bài rồi. 10 đều. Rất tiếc là phạt cầu lệch chuồng. Đấy là đánh lừa đối thủ rồi. 11-10 cho Thái Lan. Thái Lan.
Lan đang tăng tốc 13-10. Lên bên này, bên kia thủ hay quá. Bắt bài nhưng sẽ bị mất chân. Mười một, mười ba, mười hai, mười ba. Tay vợt cao của Thái Lan mình thấy đeo nịt bụng từ vòng ngoài thì không biết đau lưng hay sao. Cầu lỗi 13-14. Bắt hay thế. Phát cầu ngắn. Bỏ cầu chính xác 16-10, 17-15. Thường thì Hùng để ý diễn biến trận đấu nhé. Nếu mà cái kiểu bị đuổi san nút ấy mà mình không vươn lên được ấy, thường cuối set bị thua ngược. Thường là thế nhá. Anh em thử xem phát này Đài Loan bật không. Bị dẫn sâu sâu mấy điểm ấy, xong rồi sau bị bám lại san nút mà không vươn lên được.
để trường đoạn cuối là hai vị vượt. Anh em thấy giờ bắt Hùng nói đúng không ạ? Gọi là người ta gọi là theo kinh nghiệm ấy. Tại vì Hùng đã theo dõi rất nhiều cái trận đấu rồi, thường diễn biến cái trận đấu nó hay diễn ra kiểu như thế. Thứ hai điểm số không đều. Thank you.
điểm 32. Quá khó chịu trong bên ngoài đây. Phải bắt cầu ngoài. Vào đấy quá nhanh. Điểm 3 đều. Hội tấn công. Không còn rồi. Pha thủ cầu có những vị trí không được tốt cho lắm. Nhà bên kia rất dễ có thể lập nhồi. Mình cũng mong có xếp 3 nó căng hôm nay sẽ có đường rảnh mà. Mình sợ đôi Thái không qua được thứ 2. Điểm 53. Quá nhanh. Đây là Loan cao mà bắt cầu ngang rất nhanh. Huấn viên rất hay. Điểm 46. Ép nhanh quá. Quả là ngạt, Thái Lan ngạt thở mất rồi. Mười bốn phát quả lát thật cao, tận dụng cơ hội rất tốt. Nhật Bản bên kia có phải áo chỉnh. Cầu không chính xác. Sáu bảy thôi xong cầu ngoài. Thank you.
Điểm 78. Thủ tay rất hay. Thôi xong. Cầu ngoài. Và được cầu không được lắm. 8 đều. Nhật Bản nào chỉnh quá nhỉ? 6-0. Rất hay, rất đơn giản nhẹ nhàng. Hai điểm 98. 18. May thế nhờ, hai quả, hai ba quả là rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 12-11.
ao 12 đều. Cao to lắm thôi nhưng đập khét thật. Mười bốn mười hai khéo thế, cầu không qua lưới. Mười ba mười bốn rất dẻo, tay hay nhờ, dẻo thế. Ôi, vẫn qua bỏ cầu chính xác. Năm 13 tiếp tục ngoài. Đi số 13 13
18-14. Cầu ngoài. Tài quả lắc lưới hơi khó chịu. Nhưng mà đấy xử lý khó lắm. Nhưng cũng là chuyện bình thường. Mười chín, mười lăm. Tỉnh luôn đúng không? Bị gỡ lại 2 điểm cái lâu sân luôn. Mười sáu, mười chín. Thôi các bạn, bắt chuyển như thế thì khó đỡ lắm. 20-16. 4 game point. Rất may mắn, kết thúc không? Vẫn còn. Không qua lưới. 18-20. Biết đâu bất ngờ nhỉ? Cảm giác hơi khó đấy. Trong thể thao khó nói. Xác suất là 20%. Đẹp. 18-20. Chưa quyết được. 19-20. Lùn phết đấy. Đến 45 điểm, 4 điểm. Săn nút rồi. Đài Loan đang run lắm rồi đây, tự nhiên nó phát hỏng cái giải tỏa tâm lý luôn.